Công Vinh cùng với Kiều Tiên kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Chiều ngày 24 tháng 10, đoàn khảo sát do bà Huỳnh Phương Hiếu, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Y tế nhằm nắm bắt tình hình thực hiện phân cấp quản lý sử dụng tài sản công của đơn vị. Về phía đơn vị được khảo sát, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tham gia buổi làm việc. Tại buổi làm việc, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở đã báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng tài sản công đã được thực hiện đúng quy định, minh bạch, nề nếp. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản công hiện gặp không ít khó khăn vướng mắc. Các trung tâm y tế cấp huyện, trung tâm kiểm nghiệm cho biết, nhiều trang thiết bị máy móc chưa đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên theo nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 ban hành quy định, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có giá trị dưới 100 triệu đồng một lần mua sắm. Còn đối với thủ trưởng các sở ngành cấp tỉnh cũng chỉ được quyết định đối với tài sản mua sắm có giá trị dưới 500 triệu đồng một lần mua sắm. Với mức phân cấp hạn chế như vậy, các đơn vị đều không chủ động được trong việc mua sắm đáp ứng nhu cầu hoạt động. Nhiều đơn vị nhiều năm không tổ chức đấu thầu mua sắm được. Các đơn vị đề xuất được phân cấp theo cơ chế thỏa thuận. Ban Kinh tế Ngân sách đã ghi nhận ý kiến kiến nghị của các sở. Kết quả của đợt khảo sát sẽ là cơ sở để ban thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 12 sắp tới. Sáng ngày 24 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartPro khai giảng chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo. Trong vòng 2 ngày 24-25 tháng 10, hơn 80 cán bộ công chức viên chức lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ được tập huấn 4 chuyên đề: chiến lược thực thi chuyển đổi số, bộ công cụ đánh giá về năng lực chuyển đổi số, quản trị rủi ro chuyển đổi số, lãnh đạo đổi mới và hợp tác. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trịnh Văn Phước, Bí thư Đảng ủy khối yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, cần xác định động cơ học tập đúng đắn, phấn đấu hoàn thành tốt khóa học. Tham gia lớp học có 50 học viên là những đảng viên mới kết nạp đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối. Các học viên sẽ được trang bị 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Lớp học diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng mới hội trường phục vụ công tác an ninh quốc phòng và nhiệm vụ quân sự địa phương. Theo thiết kế, công trình xây mới hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh có sức chứa 300 chỗ ngồi với quy mô 2 tầng và các công trình phụ đảm bảo phục vụ các hội nghị, các nghi thức quân sự, hoạt động lễ tân và các sinh hoạt trong nhà có đông người tham gia. Tổng mức đầu tư công trình là 28 tỷ 106 triệu đồng do hai đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Ngọc Lực và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Vinh thi công. Công trình xây dựng dự kiến hoàn thành sau thời điểm khởi công 300 ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải hiện đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10 của Chính phủ, quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hướng phân cấp, phân quyền cho các sở giao thông vận tải, xây dựng, điều chỉnh bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cố định nội tỉnh. Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia giao thông, doanh nghiệp vận tải, lo ngại phá vỡ quy hoạch luồng tuyến, nguy cơ bùng nổ xe khách chạy xuyên tâm, đặc biệt dễ phát sinh tiêu cực. Kể từ khi chạy tuyến vận tải hành khách cố định Nghệ An - Hà Nội, doanh nghiệp này phải thay đổi bến ở đầu Hà Nội tới 3 lần, từ bến xe Mỹ Đình chuyển về Giáp Bát, rồi lại đến bến nước ngầm. Mỗi lần bị điều chuyển lại thêm nhiều lần khó khăn, phức tạp cho nhà xe, gây xáo trộn hoạt động kinh doanh và sự đi lại của hành khách. Bây giờ mà nếu mà thay đổi luồng tuyến thì chúng tôi rất hoang mang, bởi vì là cũng sẽ đẻ ra những cái phức tạp như vậy, xin xây dựng lại luồng tuyến và các thứ là cũng mệt đầy cho công ty lắm, tốn rất là nhiều cái thời gian và có những cái phát sinh khác. Một số doanh nghiệp khác cũng cho rằng nếu dự thảo đề xuất Sở Giao thông Vận tải xây dựng điều chỉnh bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cố định nội tỉnh thì chẳng khác nào bật đèn xanh cho doanh nghiệp mua bán lốt và tình trạng xe dù bến cốc có nguy cơ bùng phát trở lại.
theo như tôi đọc đó thì tôi cảm thấy hoang mang, chắc chắn hoang mang. Không biết là bắt đầu từ đâu, lại phải thay đổi từ đâu. Tôi cũng không biết đi đâu về đâu, hay là lấy tạo điều kiện cho những cái nhà xe khác có cái quan hệ hoặc là gì đấy để mà xin được những cái giờ tuyến đẹp hơn hay bến đẹp hơn. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và chuyên gia giao thông, cái được lớn nhất của quyết định số 927 của Bộ Giao thông Vận tải là đã góp phần ngăn chặn tình trạng xe khách chạy xuyên tâm vào nội đô thành phố để giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Cơ quan quản lý nhà nước nên có các chế tài quản lý, xử lý nghiêm xe dù, bến cóc. Hiện nay hầu hết các luồng tuyến đã ổn định, khách quen xe, xe quen đường. Bây giờ không nên tạo ra cái sự bất ổn. Tôi cho rằng bây giờ là tập trung vào xử lý những xe bỏ bến ra chạy dù. Đấy, những xe hợp đồng trá hình phải giải quyết được cái sự trung chuyển của hành khách như thế nào để mà tạo điều kiện cho hành khách đừng có làm xáo trộn quá mức. Quan trọng là anh tổ chức cái giao thông đô thị cho anh tốt, phục vụ được cho người dân. Chúng ta đã là hoàn toàn theo cái mong muốn của doanh nghiệp, hoàn toàn theo thị trường, thì đối với cái hoạt động vận tải khách của chúng ta đấy là cũng sẽ phát sinh rất nhiều cái hệ lụy, có thể là gây ùn tắc giao thông, có thể là tranh giành khách. Thì bây giờ là chỉ sử dụng cái ứng dụng công nghệ thông tin, cái xe đã đăng ký thì là tuyến cố định thì phải chạy đảm bảo các cái tuyến đã đăng ký. Hai sở phối hợp với nhau điều chỉnh bổ sung cái danh mục tuyến thì anh phải cập nhật lên trên phần mềm, thì đấy để cho cái lực lượng chức năng người ta mới theo dõi giám sát được. Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến cố định liên tỉnh vẫn phải dựa trên quy hoạch luồng tuyến tại quyết định 927. Thay vì quản lý danh mục tuyến bằng văn bản, thì dự thảo đề xuất cập nhật trên phần mềm quản lý tuyến cố định toàn quốc của Bộ Giao thông Vận tải nhằm giảm thời gian thủ tục hành chính như hiện nay. Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ chuyển sang thu phí không dừng hoàn toàn vào cuối năm nay. Tại lối vào cao tốc không có barrier và cabin thu phí, giúp các phương tiện chạy qua nhanh hơn, hạn chế ùn tắc. Theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm thuộc tập đoàn Sơn Hải, cao tốc Nha Trang Cam Lâm là tuyến đường đầu tiên cả nước áp dụng công nghệ thu phí không dừng ETC hoàn toàn. Chủ đầu tư dự kiến đến ngày 30 tháng 12, toàn bộ hệ thống ETC trên tuyến sẽ hoàn thành. Cao tốc được thiết kế 4 trạm thu phí, mỗi trạm có 2 làn lối ra và 2 lối vào. Trong mỗi lối ra vào sẽ gồm một làn ETC và một làn hỗn hợp gồm ETC và MTC thu phí một dừng. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 tới, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với các tỉnh có các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sinh sống tổ chức. Với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người, sự kiện sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc 11 tỉnh thành và sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức trình Quốc hội nước này hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, sau khi Stockholm hồi năm 2022 từ bỏ chính sách không liên kết được duy trì từ lâu. Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã hoan nghênh động thái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Kristersson bày tỏ mong muốn sớm trở thành thành viên của NATO. Hồi năm 2022, Thụy Điển cùng với Phần Lan đã xúc tiến các thủ tục gia nhập NATO. Tuy nhiên, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên của NATO hồi tháng 4 năm nay. Ngày 23 tháng 10, Tập đoàn Năng lượng Chevron của Mỹ đã đạt thỏa thuận mua đối thủ Hess theo thỏa thuận thanh toán toàn bộ bằng cổ phiếu với giá 53 tỷ đô la Mỹ, qua đó nâng khả năng cạnh tranh với tập đoàn ExxonMobil lên tầm cao mới bằng cách tăng cường sự hiện diện tại Guyana, quốc gia giàu dầu mỏ và đá phiến. Theo tuyên bố chung của hai công ty đưa ra cùng ngày, thỏa thuận định giá tài sản của tập đoàn dầu khí Hess ở mức 53 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị giao dịch bao gồm cả nợ là 60 tỷ đô la Mỹ. Thương chủ này sẽ tiếp tục đa dạng hóa các lợi ích của Chevron,
trong đó có các tài sản của Hess, bao gồm dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi ở Guyana và một dự án khai thác dầu đá phiến quy mô lớn tại North Dakota, cùng với một số dự án tại vịnh Mexico và vịnh Thái Lan. Với thỏa thuận trên, Chevron sẽ được quyền sở hữu 30% mỏ dầu với trữ lượng tương đương hơn 11 tỷ thùng dầu tại Guyana, mỏ dầu lớn nhất thế giới được phát hiện trong 10 năm qua, cũng như sở hữu cổ phần tại mỏ Bakken ở North Dakota. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.